第378 thiên, ngày 378. Hoan nghênh quý khách, hai vị cô nương mời vào. Hãy nghe và nhắc lại. 欢迎光临，两位姑娘请进。欢迎光临两位姑娘请进。欢迎光临，两位姑娘请进。欢迎光临，两位姑娘请进。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bỏ thời gian nhìn một cái. Trâu khùng khai nhãn. Ngắn một chút càng đẹp hơn. Toái ý đẻo càng khó khăn. Sẽ có vẻ chân ngắn. Hội xẻn thuế toán. Trên mác viết là bao nhiêu tiền. Biêu trên sàng xỉa đờ sử đu sầu chén. Thả lỏng một chút không khí. Chinh sung ý xả chỉ phân. Trời ạ, thật hay giả vậy? Thiên à, trên là giả đợ. Sau này sẽ có dịp. Khẩu khủy yếu chi. Bán thế nào? Giờ mất mãi. Không sao, không ảnh hưởng gì. Mấy quan chỉ. Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ. Khẳng định khủy. Hài lòng 100%. 100% 的满意。典礼，零钱，460,000，46万。quay lại mua，回头买，giữ bụng để bụng。留着肚子，căn bản không đủ ăn，根本不够吃。ngày trước ăn nhiều rồi，以前吃多了。ăn xong，吃完，không ăn nổi lẩu nữa。吃不下火锅。nghe theo em. Thinh nghỉ đợ. Đi ngược lại, quay ngược lại. Hoàng khuấy dẫu.